Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Máy Hồng Đức ạ. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhuận sẽ quay cho các bạn theo yêu cầu cập nhật về cái màu sơn là màu trắng đỏ. Thì như các bạn đã biết á, là cái future nó sẽ có những cái phiên bản màu cụ thể, ví dụ như là phiên bản màu xanh đen ở phiên bản bánh căm, và ở phiên bản bánh mâm là hay là gọi là phiên bản hoành đúc á, thì có những phiên bản màu trắng đen, đỏ đen, phiên bản màu xanh đen và phiên bản màu xanh nhám. Và những phiên bản màu sơn đó có nghĩa là đó là những phiên bản màu zin, còn những cái phiên bản màu này chính là những cái phiên bản màu độ màu. Về cái phần độ màu á, thì bên cửa hàng Honda Hồng Đức bên mình á, có rất là nhiều cái phiên bản màu độ màu, chẳng hạn như là phiên bản màu trắng đỏ như trên màn hình các bạn đang xem nè. Thứ hai là những cái phiên bản màu độ khác, ví dụ như là màu đỏ sơn Manet 3D nè, phiên bản màu xám đen, bạc đen nè, vân vân. Với những phiên bản màu đó thì cửa hàng Hồng Đức lên đến là khoảng 20 đến 30 màu là khác nhau. Cho nên các bạn mình có nhu cầu thì alo cho Nhuận với số điện thoại là 0964 234 88. Thì quay với chủ đề chính ngày hôm nay á, Nhuận sẽ cập nhật lại cho các bạn là màu sơn màu trắng đỏ, và cập nhật về giá cả thời điểm hiện tại, sắp giữa tháng 11, thời điểm là cận Tết. Và cuối cùng là chương trình giảm giá, giá cả, và cũng như là chương trình trả góp, với chương trình là 0% lãi suất luôn. Nhưng mà các bạn mình xem clip ạ. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu trắng đỏ. Phiên bản này thì theo cá nhân Nhuận cảm thấy là nó sẽ đẹp nhất, dễ nhìn nhất trong tất cả các dòng độ màu của dòng xe Future này. Tại vì dòng này nó sẽ lai đến khoảng 80-90% là giống dòng xe Quay-Y rồi. Như các bạn đã biết á, thì dòng Quay-Y có một chiếc nó sẽ màu này ha, màu trắng nhưng mà yên đỏ. Thì ở những cái phiên bản màu đó thì cửa hàng bên mình đã độ theo yêu cầu của bạn, thì các bạn rất là thích những cái phiên bản màu đó. Về mặt giá cả nó chưa đến là phân nửa giá nữa, cho nên là mình chơi theo phong cách này vừa hợp túi tiền và nó sẽ rất là đẹp ha. Thì đây chính là phiên bản màu trắng nè. Ở phiên bản màu trắng yên đỏ này nó sẽ rất là phù hợp với các bạn đang là học sinh sinh viên chẳng hạn. Thì đối với bạn màu học sinh sinh viên á, màu trắng rất là phù hợp với mình nè. Hoặc là cô chú anh chị đang làm trong công sở, hoặc thứ hai á là anh chị mình sử dụng công việc đi lại cũng rất là sử dụng rất là dễ. Tại lý do là màu trắng nó không có kén màu anh chị, rất là dễ sử dụng. Màu sơn nào hay là mình mặc áo như thế nào, diện như thế nào đều có thể là phù hợp với em nó. Về phần về động cơ á, là 125 nha các bạn. Về phần động cơ dòng xe Future này á, thì hiếm có dòng xe nào là nó vượt qua em nó nha các bạn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, nó nhờ vào cái công nghệ tiên tiến nhất của Honda chính là xăng phun điện tử nha các bạn. Ở đây là khả năng tiết kiệm nhiên liệu nè, chỉ 1.54 lít trên 100 km. Thì ước tính á, thì 1 lít xăng nó sẽ đi được khoảng 60 đến 65 theo điều kiện lý tưởng nha. Còn cái ví dụ như các bạn nào mình chạy nhấn ga, hoặc là mình chạy vào những đoạn đường nhiều ổ gà quá, hoặc là những khu vực cầu nhiều thì nó sẽ hao xăng hơn tí xíu nha các bạn. Còn đây là những điều kiện gọi là lý tưởng nha các bạn. Rồi thì bây giờ Nhuận sẽ quay vào những cái chi tiết để các bạn mình tham khảo ha. Ở phiên bản màu trắng này, cửa hàng bên mình sẽ độ lên nè, yên đỏ nè, rồi phần yếm màu đỏ và phần vỏ cổ màu đỏ nè các bạn. Và tay dắt cửa hàng bên mình cũng đã độ lên cái phiên bản là màu đen bóng luôn nha các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nào thích những cái phiên bản màu trắng đỏ như thế này thì đến ngay cửa hàng bên mình để có thể là chọn em nó và có thể là rước em nó về nha. Ở đây là phiên bản bánh mâm nha các bạn. Còn các bạn nào thích những phiên bản bánh căm thì giá nó rẻ hơn. Thì các bạn mình có nhu cầu chọn cái phiên bản màu này nhưng mà mình xuống lại bánh căm thì cửa hàng vẫn hỗ trợ cho các bạn nha. Đó, cửa hàng bên mình luôn mong muốn phục vụ một cách tốt nhất cho khách hàng. Cho nên các bạn mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng hoặc là alo cho Nhuận nha. Đó. Về phần những cái tiện ích của dòng xe Future các bạn thấy nè. Về phần bộ khóa thì Nhuận xin chia sẻ thì ở cái dòng Future này á thì nó có thêm một cái công tắc mở yên ở vị trí này. Đó các bạn thấy không? Mình chỉ cần mở yên ở vị trí này mà không lo ở cái phiên bản cũ thì mở ở dưới yên này nè. Đó, cái việc mình mở ở vị trí này nó sẽ rất là khó. Trường hợp ví dụ trong đêm tối thì mình mò rất là lâu nha các bạn. Đó, thì tuy là một điểm nhỏ thôi nhưng mà các bạn thấy rất là tiện ích cho các bạn ha. Về học đựng đồ rồi các bạn, đó, những nó mở yên cho các bạn mình tham khảo ha. Học đựng đồ rất là lớn, bình xăng thì cũng siêu khủng bố các bạn cũng đã biết rồi. 4,6 lít nha các bạn.
với 1,6 lít xăng á, thì các bạn thấy và kết hợp thêm cái khả năng tiết kiệm như thế này á, thì các bạn đổ đầy bình xăng mà các bạn tự tin đi vào những cung đường xa hay là đi phượt chẳng hạn, thì chọn dòng xe Phương Trời này, thì đó là một cái tối ưu để các bạn mình sử dụng ha. Về phần giá cả thời điểm hiện tại á, thì dòng xe Phương Trời này có hai giá nha các bạn. Ở phiên bản bánh căm á, thì các bạn hay gọi là vành nan hoa á, thì sẽ giá bữa nay á, thì giảm đồng giá cho các bạn là 500.000, thì giá bữa nay nó chỉ còn lại là 34.590.000 thôi. Còn ở phiên bản bánh mâm á, thì nó sẽ giá là dao động từ là 35.990.000, thì giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT rồi. Các bạn mình mua về chỉ còn đăng ký trước bạ và ra biển số là xong nha các bạn. Thì các bạn hiện tại á, là nếu các bạn mình mua xe á, nếu khu vực các bạn á, là khó khăn trong cái việc là đăng ký dịch vụ công á các bạn đó, thì các bạn đã biết rồi, cũng hổng gài cũng nhức đầu vô đó lắm nha các bạn. Ví dụ như các bạn mình mua tại cửa hàng Minh Nhuận á, mà lo về việc đó nó khó thì các bạn cứ yên tâm ha, nhân viên cho mình, nhân viên bên cửa hàng bên mình á, sẽ hỗ trợ 100% về cái phần đó nha các bạn. Có nghĩa là đăng ký hoàn toàn miễn phí dịch vụ công cho khách hàng tại cửa hàng luôn nha các bạn. Đó, các bạn mình cứ yên tâm về phần đó rồi nha. Cô chú anh chị mà ít tiếp xúc về công nghệ á, thì rất là khó về cái phần đó, thì các bạn cứ yên tâm, hoặc là cô chú cứ yên tâm nha. Rồi, về cái phần màu sơn độ như thế này á, thì nó giá nó dao động từ là 3.2 triệu cho đến là 4.5 triệu tùy màu sơn độ nha các bạn. Đó, nó tùy theo chất lượng màu sơn cũng như là màu sơn nó phức tạp như thế nào thì nó sẽ có cái giá khác nhau. Đó, về cái phần giảm giá thì khi mua xe ở thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được giảm giá ngay 500.000 trừ thẳng trên giá. Thì cái phần giảm giá này nó sẽ áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến ngay cửa hàng đều được giảm giá hết, các bạn cứ yên tâm nha các bạn. Đó, kế tiếp á, là về cái phần giảm giá khi các bạn mình có những cái chương trình phụ khác, ví dụ như là cửa hàng đang có cái chương trình là giảm ngay 1.000.000 đồng, hoặc là chương trình trả góp 0% lãi suất luôn á, thì điều kiện á, là các bạn mình cần phải đổi xe nha các bạn. Mình có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là nó khó sử dụng quá, hoặc là nó hao xăng quá, hoặc là mình chi phí sửa chữa cao quá, vân vân và mai mai, thì các bạn mình có nhu cầu mình đổi xe luôn á, thì thay vì mình phải sửa chữa này nọ tốn chi phí, thì mình sẽ gom tiền vào việc là mình đổi xe mới. Với việc đổi xe này á, thì mình sẽ được chọn vào cái chương trình là trả góp 0% lãi suất đó. Các bạn chỉ cần trả trước khoảng 30% giá trị xe đó, các bạn sẽ được tham gia vào chương trình trả góp là 0% lãi suất nha các bạn. Còn các bạn nào mà không mua tiền, không mua trả góp á, thì mua tiền mặt luôn á, thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm ngay 1.000.000 đồng để mình đổi xe ha, và tặng thêm cái phiếu mua hàng phụ kiện đó các bạn, 500.000 nữa các bạn. Rồi, về cái phần trả góp thì đương nhiên các bạn Nhuận đã giới thiệu từ đầu rồi, trả góp 0% lãi suất, hoặc là các bạn mình không đổi xe thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn với lãi suất là 0.79% cho đến là 0.99% thôi, cực kỳ rẻ luôn nha các bạn. Mình có nhu cầu thì alo ngay cho Nhuận với số điện thoại là 0964 234 88. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, có thể là để lại một lượt đăng ký ủng hộ cho cửa hàng ạ. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn ạ.